mỹ Vân xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Lido Saigon TV. Chương trình Đông y thời đại mới xin được tiếp tục với câu hỏi là: Bác sĩ ơi, Đông y đã nhận định về trái bơ như thế nào ạ? À? À, cảm ơn cô. Thì cho tới nay thì trái bơ vẫn chưa được xem là một cái dược thảo trong cái thủ thuốc Đông y. Nhưng mà tuy nhiên thì cái khoa dinh dưỡng học Đông y thì họ, họ đã xem cái họ đã nhận xét trái bơ có khả năng bồi bổ sức khỏe tổng quát này làm giảm cân, ờ, giúp cho nhuận trường, làm đẹp da. Oh. và tăng cường cái thị lực thị lực luôn vâng vâng bác sĩ ơi có nghĩa là đông y thì chưa có nhận xét nhưng mà tây y thì nhận xét về quả bơ như thế nào chắc à? chắn là có tại vì theo sự phân tích của phòng xét nghiệm ấy, thì bơ có rất nhiều sinh tố khoáng chất và kim loại cần thiết như là vitamin A cái nhóm vitamin B như là B1 B2 B3 B5 B6 B 9 vitamin C vitamin E K các cái khoáng chất và kim loại rất là quan trọng thưa quý vị như là canxium, magnesium, manganese, phosphorus, potassium, sodium, copper tức là đồng, iron tức là sắt và zinc tức là kẽm đấy. Ngoài ra trái bơ còn chứa đựng rất nhiều những cái chất khác gọi là beta carotene, lutein, zeaxanthin nó có cái công năng chống lão hóa, tăng cường sức khỏe và nhất là làm tốt cho da và đôi mắt. Trái bơ này có nhiều cái chất béo thiên nhiên đến độ là 75% năng lượng của trái bơ đến từ chất béo và gần 70% một chất béo có lợi cho cơ thể nó tên là monounsaturated fat tức là một chất béo có thể hòa tan được trong khi đó thì một cái loại chất béo không thể hòa tan nó gọi là saturated fat thì nó chỉ chiếm có khoảng 14% trên tổng số chất béo của bơ mà thôi cho nên có thể nói trái bơ có rất nhiều ưu điểm và đây là cái ưu điểm rất đáng kể cô ưu điểm mà làm đẹp là mỹ vân thích <cười> <cười> Và với một cái thành phần dưỡng chất rất là nhiều như vậy á thì trái bơ có rất là nhiều ích lợi cho sức khỏe bác sĩ chắc hay? chắn cô à, và năm 2013 thì thưa quý vị kết quả một cái công trình nghiên cứu dịch tễ học cho biết là, là những ai mà thường ăn bơ có một sức khỏe lành mạnh hơn giảm thiểu được nguy cơ về hội chứng biến dưỡng và một cái nghiên cứu khác còn cho thấy là những ai ăn trái bơ nhiều trong 7 ngày liên tiếp có thể giảm được kết lượng cholesterol xấu này à, tức là mình gọi là LDL đó và cái mỡ trong máu tức gọi là triglyceride đến 22%. Nhưng mà nó lại làm cho gia tăng một cái lượng cholesterol tốt tên là mình gọi là HDL đến 11%. À thưa quý vị, một cái kết quả xét nghiệm trên những người bị bệnh béo phì cũng vậy. Những ai ăn một trái bơ một ngày trong vòng 5 tuần lễ sẽ giảm được lượng LDL cholesterol xấu rất là nhiều. Wow, bác sĩ nói sao muốn đi về mua bơ liền. <laughs> Quá là hay luôn. Mà lúc nãy Mỹ Vân có nghe nói bác sĩ nói là ăn nhiều bơ có thể giảm được cái hội chứng biến dưỡng. Cho nên thắc mắc liền hội chứng biến dưỡng là gì ạ? À, vâng, đây là câu hỏi hay thưa quý vị. Hội chứng biến dưỡng tiếng Anh người ta gọi là metabolic syndrome bao gồm 5 yếu tố nguy cơ đưa tới bệnh tim, bệnh tiểu đường cũng như là tai biến mạch máu não. Đó, thì năm yếu tố nguy cơ đó là gì? Chúng tôi có thể kể ra như sau. Thứ nhất là huyết áp gia tăng, tức là nó cao hơn cái chỉ số 130 trên 80. Thứ hai là cái lượng đường trong máu gia tăng. Thứ ba là cái lượng mỡ dư thừa ở vòng eo. Thứ tư là cái lượng triglycerol tức là mỡ trong máu nó gia tăng. Và thứ năm đó là cái lượng cholesterol tốt nó bị giảm đi. Nhưng mà nói một điều nữa là nếu chỉ có một trong năm yếu tố trên mà thôi thì chưa đủ mà phải có ba yếu tố nguy cơ trở lên mới được gọi là hội chứng biến dưỡng. Một cái báo cáo của the American Heart Association tức là hiệp hội tim Hoa Kỳ đó thưa quý vị và tắt là AHA ấy, thì cho biết là hiện nay có tới 35% người lớn tại Hoa Kỳ đang mắc phải hội chứng biến dưỡng. Tuy nhiên trong năm yếu tố nguy cơ của hội chứng biến dưỡng chỉ có một thôi chỉ cần một thôi là đủ để có thể dẫn đến nguy cơ bệnh tim mạch trong tương lai. Nó là cái mầm mống. Chúng tôi xin nhắc lại là chỉ cần một trong năm yếu tố sau đây. Thứ nhất, huyết áp cao hơn 130 trên 80. Thứ hai là lượng đường trong máu gia tăng. Thứ ba là lượng mỡ dư thừa ở vòng eo. Thứ tư là cái lượng triglyceride, tức là mỡ trong máu gia tăng. Và thứ năm là cái lượng cholesterol tốt nó bị giảm đi. Là chỉ cần một thôi, là đủ để đến dẫn đến cái nguy cơ mắc bệnh tim trong tương lai lâu lâu mỹ vân cũng bị cao hơn cái số mà huyết áp đó, không sao mà cô biết là có điều chỉnh được rồi không sao <laughs> dạ cảm ơn bác sĩ đã trả lời rất là chi tiết và đến đây thì xin bác sĩ nhắc lại những cái ích lợi cho sức khỏe của trái bơ ạ à. vâng cảm ơn cô à, thưa quý vị những ít lợi của trái bơ thì chúng tôi có thể kể ra như sau thứ nhất là bơ nó có rất nhiều dinh chất đúng không là một cái siêu thực phẩm cho sức khỏe thứ hai là bơ nó có chứa nhiều cái chất gọi là potassium nhiều hơn quả chuối. Và potassium là một cái khoáng chất có khả năng làm giảm huyết áp. Thứ ba là trái bơ hàm chứa một chất béo thực vật có thể hòa tan rất là tốt cho sức khỏe của trái tim chúng ta. Thứ tư là gì? Trái bơ có rất nhiều chất xơ hơn hẳn các loại trái cây khác. Trong số đó thì 25% có thể hòa tan và 75% không thể hòa tan Mà cái điều này đó nó góp phần làm giảm cân và gia tăng cái khả năng biến dưỡng, mình còn gọi là metabolism, giảm cholesterol xấu và giảm đun cả cái mỡ trong máu, tức là mình gọi là triglyceride. Cái đó là giảm nguy cơ mắc phải hội chứng biến dưỡng, giúp giảm cân do nó có nhiều chất xơ và có ít tinh bột. Kế tiếp là cái chất béo thực vật trong trái bơ làm tăng khả năng hấp thụ các dưỡng chất từ các thực phẩm khác. Rồi thứ bảy là gì? Trái bơ giúp gia tăng sự tinh tường của đôi mắt để mà đề phòng bệnh cường này hay là bị lão hóa mắt do do tại sao thưa quý vị nó có nhiều vitamin A và nó có hai dưỡng chất rất là quan trọng là lutein và zeaxanthin. Kế đến thì các dưỡng chất trong trái bơ nó có thể giúp đề phòng bệnh ung thư, tiền liệt tuyến và giảm các phản ứng phụ của việc dùng hóa trị, người gọi là chemotherapy trị các bệnh ung thư. Và thứ chín tinh chất avocado có thể làm giảm triệu chứng đau nhức của bệnh thấp khớp hay quá bác ơi, Và, rất, rất là, là quan trọng hay, đúng không? Rất là hay luôn. Nhưng mà bác sĩ cho Mỹ Vân biết là có cái điều gì chúng ta cần phải lưu ý khi mình ăn trái bơ không ạ? À? À, à, tất nhiên là có cô. À, Thưa quý vị, chúng tôi xin có một vài lưu ý quan trọng như sau. Thứ nhất là khi mà chúng ta ăn bơ đó, chúng ta đừng bỏ sót cái phần thịt sát vỏ, bởi vì đó là cái nơi mà các dưỡng chất tập trung rất là nhiều. Các vị thấy cái phần đó nó màu xanh đậm hơn, rất là tốt quý vị. Thứ hai là một quả bơ trung bình có 300 calorie và khoảng 30 gram chất béo thực vật. Bởi thế cho nên ngày nào mà quý vị ăn một trái đấy, thì quý vị hãy chịu khó cắt giảm các cái món ăn khác trong ngày hôm đó, sao cho cái tổng số calorie nó không vượt quá 2.000 mỗi ngày. Nếu không thì cái lượng calorie dư thừa sẽ làm cho chúng ta bị tăng cân, đúng không? Phải, phải tất nhiên rồi. Và kế tới là trái bơ rất tốt cho phụ nữ đang thai nghén nhưng mà ăn nhiều thì có thể gây tổn hại cho chức năng tạo sữa và các cái tuyến sữa mà phụ nữ mà đang nuôi con bằng sữa mẹ cũng không nên ăn quá nhiều trái bơ bởi vì có thể làm cho bé sơ sinh bị tiêu chảy bởi vì nó có nhiều chất béo thưa quý vị và thêm một điều nữa là những ai mà bị huyết áp thấp không nên ăn bơ bởi vì trái bơ nó có rất nhiều chất potassium nó có thể làm cho huyết áp nó bị tụt thêm cũng như là chuối đó. mình bị huyết áp cao thì mình không nên chuối nhiều dạ yeah huyết áp cao không nên. À, xin lỗi xin lỗi huyết thấp à, là mình không nên nếu mà huyết huyết áp thấp là mình mình ăn nữa là tụt thêm nữa dạ. thì cái trái chuối và avocado nó rất là nhiều. giống nhiều. nhau dạ vâng dạ nhân đây thì mỹ vân cũng muốn hỏi là trái bơ thì mình ăn vô có gây dị ứng không ạ à? à? có có à, mấy thôi à, cũng gây gây dị ứng cho một số người à, và nó có hai loại dị ứng mà có thể xảy ra thứ nhất là với cái phần hoa của cái bơ người ăn thấy khó chịu trong miệng cũng như là cổ họng cái loại dính thứ hai là dưỡng với cái nhựa của cái avocado người ăn có thể bị nổ bề đây này thậm chí có thể nôn mửa và đôi khi nguy hiểm cho sức khỏe nói chung là đối với loài vật chúng ta lưu ý là lá cây vỏ cây kể cả vỏ trái bơ nó khá nguy hiểm cho thú nuôi trong nhà như là mèo chó thỏ vân vân thậm chí có thể gây tử vong nếu mà chúng ăn phải lý do là bởi vì trong cái lá và trong vỏ trái bơ có chứa một loại axit béo nhiều độc tính nó tên là persin và các loài chim cũng không thể chịu nổi độc tố của cái lá trái bơ Wow, hay quá bác sĩ ơi. Mỹ Vân xin cảm ơn bác sĩ về những cái thông tin giá trị trong chương trình ngày hôm nay và Hoàng Mỹ Vân cũng xin cảm ơn cái sự quan tâm và theo dõi của quý vị. Vâng, chúng tôi cũng xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và với cái sự giải dập thường lệ thì chúng tôi cũng xin lưu ý là những cái thông tin đi học trong chương trình này chỉ có giá trị cho quý vị tham khảo. Mọi thắc mắc về các vấn đề bệnh lý hoặc là có vấn đề thì xin quý vị hãy tham khảo với một số bác sĩ đồng y hoặc là tây tùy theo sở thích của mình chúng tôi kính chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe và được như ý. Và trước khi chia tay, Hoàng Mỹ Vân cũng xin nhắc lại, nếu quý vị nào có những câu hỏi liên quan đến đề tài dược thảo thì xin hãy gọi và để message vào số 7142518007, bác sĩ Nguyễn Đức Cường sẽ trả lời quý vị trong thời gian sớm nhất. Xin kính chào và kính chúc quý vị cùng những người thân luôn luôn được mọi sự như ý. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.